Trí ơi, làm sao mà để hết nóng để chịu không có nổi Trời ơi, Trí nữa. cũng nóng đây nè, đừng làm Trí phát sốt lên. Trời ơi, ai cũng nóng mà. Nhưng mà nóng quá thì tôi phải than thôi chứ bây giờ làm sao bây giờ. Có điện thoại, đợi xíu. Alo. Ừ, anh biết rồi. Ừ, khi nào tìm được anh gửi liền. Ừ. Ây Gì da, đòi nợ hay sao vậy? cái này còn căng hơn đòi nợ nữa nè. Ôi, ghê quá vậy. Bé em gái Trí ở nhà, nó mong muốn là Trí giới thiệu cho nó một cái địa điểm nào đó để có thể đến đó để tận hưởng cái không khí nghỉ ngơi thoải mái, tránh cái nóng ở Sài Gòn. Nhưng Trời mà ơi, tự nhiên bạn nhắc tới cái nóng gì tôi thấy nóng tiếp rồi trời nè. ơi, nhưng mà tôi đưa ra cái nào em ấy cũng không chịu hết trơn á, không biết là Khanh có cao kiến gì hay không. Tại sao không hỏi từ sớm? Hỏi từ sớm là không có bị con mấy em nó nhằn như vậy đâu nghe chưa. Làm như là biết rành lắm vậy á. Thì tôi biết thiệt mà tại bây giờ đang ở đây nên vẫn cảm thấy nóng. Cuối tuần đi chơi chung đi sẽ không còn cảm thấy nóng nữa. Ồ. Nhưng mà trước khi mà tôi bật mí cho bạn biết thì bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một vài thông tin du lịch đáng chú ý đã. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có quyết định ban hành chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch có trụ sở chính tại tỉnh Bình Định, trực tiếp tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Bình Định tại các hội chợ, triển lãm chuyên ngành du lịch trong nước và nước ngoài. Mỗi năm, mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí tối đa 2 lần tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và 1 lần tham gia hội chợ, triển lãm nước ngoài. Theo Tổng cục Du lịch, các thương hiệu quốc tế tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng ở thị trường nghỉ dưỡng ven biển tại Việt Nam. Rất nhiều các dự án du lịch nghỉ dưỡng sẽ được ra mắt trong vòng một vài năm nữa, đặc biệt là ở Khánh Hòa và Phú Quốc. Trong đó, bán đảo Cam Ranh Khánh Hòa là một điểm đến mới với nhiều tiềm năng du lịch. Hiện có hơn 30 dự án được cấp phép đầu tư, 13 dự án trong số đó hiện đang trong quá trình xây dựng và dự kiến ra mắt trong một vài năm tới. Như vậy là phần ba lô thông tin đã được bật mí. Thế thì điều bí mật ngày hôm nay, Khanh hãy bật mí cho Hoàng Trí đi. Một điểm đến ở nơi đâu để chúng ta có thể tận hưởng một không khí thoải mái nhất, mát mẻ nhất. Trời ơi, cứ bình tĩnh, mình đang chuẩn bị nói là nhảy vô họng mình ngồi liền, sao kịp nói. Thôi giờ yên lặng mà nghe nè, chúng ta sẽ đi đến Phú Quốc và tận hưởng những ngày dã ngoại cực kỳ thú vị và đặc biệt mát mẻ, không còn cái nóng ở Sài Gòn nữa. Nếu bạn đến với Phú Quốc, chắc chắn bạn sẽ được mọi người giới thiệu một đặc sản không thể thiếu của hòn đảo này, đó chính là sim. Chúng tôi ghé thăm một vườn sim ven đường lớn của thị trấn Dương Đông và được hướng dẫn tham quan vườn sim với hoạt động hái sim khá thích thú. Chúng ta đang ở đồi sim. Ở Phú Quốc thì sim cũng là một loại đặc sản. Trước đây thì họ chỉ ủ rượu thôi, nhưng mà sau đó là do cái nhu cầu của người dân và cái sự sáng tạo của họ thì họ tạo ra được mứt sim nè, họ tạo ra được rất là nhiều cái loại thực phẩm khác nữa để làm từ trái sim. Nếu về chúng mình có chỗ này đủ để làm một chai rượu không anh? Rồi, cái này thì phải hỏi nhà vườn thôi, mình không biết được đâu. Những trái sim chín tím sẫm một màu được chúng tôi vạch lá truy tìm trên từng cây một. Chỉ muốn hái được thật nhiều cho thỏa mãn cái cảm giác lần đầu tiên tự mình vào rừng hái sim. Sau đó, bạn sẽ được tìm hiểu quy trình làm mứt và siro sim. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hữu ích khi được chứng kiến và học hỏi thêm về những công đoạn này. Khanh ơi, thật sự đây đúng là một chuyến dã ngoại luôn. Bởi vì là ban đầu á, thì nghe nói Phú Quốc cứ tưởng đâu là bắt đi tắm biển không à. Mà em gái của Trí á, thì không thích điều đó đâu. Ủa vậy hả? Tôi biết là bạn thích, với lại em gái bạn cũng thích lắm rồi. Nhưng mà tôi không ngờ là ai mà nghĩ đi tắm biển mà sao bị bắt buộc dữ vậy trời. Nhưng mà thật ra đó là nếu được thì khuyến mãi thêm chút xíu. Bởi vì là em gái của Trí á, rất là thích vừa kết hợp đi du lịch vừa tìm hiểu văn hóa. Khanh có gợi ý gì không? Hỏi câu này là đúng bài luôn nè. Khanh sẽ dẫn Trí và em gái Trí đến một nơi mà chúng ta vừa có thể là ngắm cảnh thoải mái nè, vừa tìm hiểu về văn hóa cực kỳ đã luôn. Rời khỏi vườn sim, chúng tôi đi theo đoàn khách du lịch ghé thăm dinh cậu, nơi được mệnh danh là một biểu tượng của Phú Quốc và là điểm đến rất linh thiêng của đảo.
Ngày xưa thế kỷ 17 là có một cái nhóm người đầu tiên khẩn hoang vào đây và họ sinh sống bằng nghề đánh bắt cá. Thì nghề đánh bắt cá một nghề rất là nguy hiểm, vì thế là người dân rất là lo lắng. Tuy nhiên có một cái ngày đẹp trời thì ở dưới biển mới nhô lên một cái mỏm đá khá lớn là cái nơi chúng ta đang đứng đây ha. Và người dân cảm giác như đây là một cái điều linh thiêng ha, và họ xây dựng ra một cái miếu nhỏ để thờ cậu. Cậu theo cái đạo mẫu thì có nghĩa là chính là Long Vương, thì họ thờ cậu để giúp cho những cái chuyến đi làm ăn buôn bán cũng như là ra khơi được an toàn hơn. Và một cái điều rất là may mắn đó là chúng ta đang thấy là dinh cậu nằm ngay cái cửa biển, cái cửa vào của những cái cảng cá. Thì mỗi ngày thuyền đi và thuyền về đều trao gửi tất cả những cái sự bình an của mình ở đây cho cậu, cho nên có thể nói dinh cậu là một cái linh hồn của người dân Phú Quốc. Câu chuyện về sự linh thiêng của dinh cậu dường như đã nhuốm màu cho buổi chiều muộn càng thêm huyền ảo, nhất là trong ánh nắng lung linh của thời gian cuối ngày. Cậu, bạn cũng đừng bỏ qua khoảnh khắc được nhìn ngắm hoàng hôn từ nơi này. Chúng tôi đã cảm thấy thật may mắn khi được chứng kiến hình ảnh rực rỡ của quả cầu lửa khổng lồ đang lao dần xuống mặt biển, mang theo những tia nắng cuối cùng trong ngày và nhường chỗ cho màn đêm dần bao phủ. Sao rồi? Thích chưa? Mê chưa? Đẹp quá luôn á Khanh. Mặc dù là đã nhiều lần ngắm cảnh hoàng hôn trên biển rồi nhưng mà cứ ngắm hoài không thấy chán. Nhưng mà những cái điều thú vị vẫn còn chưa dừng lại ở đó đâu nha Trí. Mình đã ra đến đảo rồi thì mình cũng không nên bỏ qua biển đúng không? Thấy biển nãy giờ cũng háo hức rồi đó, nhưng mà đừng nói là rủ Trí đi tắm biển nha. Thì tất nhiên là không rồi, hồi nãy bạn đã mạo đầu trước là bạn không thích tắm biển rồi. Cái này nè, chắc chắn là còn thú vị hơn tắm biển nhiều. Đi thôi. Bạn không có nhiều hứng thú với việc tắm biển thì hãy dành thêm một chút thời gian theo thuyền ra khơi và tham gia hoạt động câu cá với khách du lịch. Đây là một thú tiêu khiển đặc biệt thu hút du khách. Thủy thủ đoàn giàu kinh nghiệm tại Phú Quốc sẽ định vị các trạng đá là nơi tập trung nhiều cá để du khách có thể câu được nhiều loại như cá mú, cá tràm, cá lù. Chiến lợi phẩm sẽ được phục vụ ngay trên tàu. Sống của các ngư phủ lại bắt đầu khi những ánh đèn trên biển được thắp lên. Cùng với hoạt động câu cá khá ấn tượng buổi chiều thì đây chính là lúc để trải nghiệm những giây phút vừa thư giãn vừa thú vị với hoạt động câu mực đêm. Đã quá Khanh ơi, thật ra thì đây là lần đầu tiên mà Trí thấy cảnh người ta câu mực á. Tức là từ trước giờ cứ tưởng là quăng lưới một cái là hốt được một đống mực không à. Trời ơi, ở đâu ra vậy trời? Mực ở đâu sẵn mà để cho bạn quăng một cái là bạn hốt được mẻ vậy? Cho nên là lần này sẽ quyết định đu theo em gái để có thể vừa tránh nóng nè và vừa có thể giải ngố cho mình nữa. Và rõ ràng là cứ mỗi chuyến đi dã ngoại như vậy thì mình không chỉ là vui chơi đúng không? Mình còn học được rất là nhiều điều hay ho nữa. Và những điều thú vị khi mà đến với Phú Quốc thì vẫn chưa dừng lại đâu quý vị nha. Do đó hãy cùng đến với một mách nhỏ của chúng tôi ngay sau đây nè. Để đến với Phú Quốc, ngoài việc di chuyển bằng tàu thủy từ đất liền thì bạn có thể trực tiếp book vé máy bay ra đảo. Từ thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng 40 phút đồng hồ, bạn đã có mặt tại sân bay Phú Quốc.
Sau đó theo xe trung chuyển về thị trấn Nhân Đông nhận phòng và bắt đầu chuyến hành trình khám phá đảo Ngọc. Tận hưởng cảm giác tuyệt vời của biển xanh, cát trắng, nắng vàng, bạn có thể tham gia các tour trải nghiệm tại các làng nghề như nuôi cấy ngọc trai, tham quan nhà thùng nước mắm hay ghé thăm vườn tiêu, tìm hiểu những đặc sản nổi tiếng của huyện đảo Phú Quốc. Phần thông tin mách nhỏ vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Tour Đời Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.